khách đi Florida chỉ tốn 2 tiếng. Đó là ra khu Florida Nova World Phan Thiết ở đó mấy bạn ơi. Đoàn mình 8 giờ là xuất phát từ Sài Gòn ra Phan Thiết khoảng 2 tiếng. Trên đường đi thì có ghé Bầu Trắng ủn xe với giá khoảng 800 nghìn một chiếc. Sau đó thì sẽ đi ăn trưa. Hải sản ở đây không tươi cho lắm nhưng mà TikToker review nhiều ghê luôn á. Được cái view đẹp 6 trên 10 điểm. Rồi về villa ở Florida check in thôi. Team Cine Book tại Luxury lấy cảm hứng thiết kế với phong cách Florida Nam Mỹ với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Và view các căn villa đều hướng ra biển có giá tầm 4 triệu một đêm thuộc phân khu Nova World, cho nên là được thừa hưởng các tiện ích khác miễn phí luôn, như là hồ bơi vô cực nè. Và thật sự là với không gian như thế này, mọi người đứng ở đâu chụp hình nhìn cũng giống ở bể hết trơn á. Trước villa là có sân vườn rộng rãi để tối mở tiệc barbecue ăn uống, và không thể thiếu tiết mục hát cho nhau nghe nè. Các bạn dịch vụ bên Luxury dọn đồ ra xong rồi nấu nướng sẵn hết cho team luôn, chỉ cần đi chơi cho đã xong rồi về tiệc tùng thôi. Nội thất trong nhà làm Cine kiểu trời ơi, biết nhảy bốc thêm vài đêm nữa ở cho đã. Team Cine đợt này book 2 căn, căn nào cũng trang bị chỉnh chu từ phòng khách nè tới nhà bếp và lên tới phòng ngủ luôn. Style Hy Lạp, địa Trung Hải có đầy đủ. Phòng tắm làm Cine mê dữ lắm tại vì đẹp, rất đẹp nha. Trước nhà sẽ là biển Bikini Beach nè, dãy shop house, phố đi bộ và công viên Circuit Land, lên ảnh chụp hình xinh lung linh luôn. Hôm sáng ngày hôm sau thì team Cine ra ăn sáng ở nhà hàng Thái Khao Chao, sau đó là về dọn đồ trả phòng. Tại vì sáng ăn quán nó thấy ngon cho nên là trưa ghé ăn tiếp. Phong cách quán nó thì sang nè, kiểu tân cổ điển rất là sạch sẽ. Cine gọi đồ ăn cứ phải nói là ê hề luôn. Khẩu vị quán thì vừa vặn, nêm nếm phù hợp với mọi người ở trong team. Đồ ăn tươi và best nhất là món xôi xào tráng miệng nha. Vậy là chuyến đi Mỹ gần 2 tiếng ở Phan Thiết đã kết thúc rồi. Bà nào muốn thử cảm giác chụp hình lên ảnh mà giống như ở Mỹ thì qua bên đây nha.